Dạ rồi em chào chị nha. Chào các anh. Dạ vâng, chị gái cho em xin phép được hỏi chị tên là gì? Mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Thi. Chị đến từ đâu? Từ Thủ Đức. Quê chị ở Thủ Đức ha. Thủ Đức. Dạ, hôm nay chị về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Nhờ các anh là anh Hải, trong đội của anh Hải là nhờ tìm con giùm bé Tìm gái. con đúng không ạ? Con gái nhà mình tên là gì? Con bé tên Phan Phương Nga, sinh ngày 18 tháng 5 2003. Tức là bé năm nay mới 20 tuổi. Bé đang đi học cao đẳng năm 2. Ồ, học cao đẳng năm 2. Chị có thể chia sẻ cái sự việc mà con nhà mình bỏ đi như thế nào không? Câu việc là như bé nó cũng vẫn đi học đi làm, nhưng mà nó có quen một đứa bạn, mà mình cũng có khuyên là hỡi con muốn quen bạn thì lớn rồi quen bạn thì cứ quen, mẹ không cấm cản. Nhưng mà mẹ nói là hỡi mà quen bạn thì cứ học xong đi, rồi hả bạn bè cứ cứ học xong rồi muốn có gì thì cứ nói. Mà tự nhiên mình nói, nó khuyên nó như vậy mà nó không nghe, rồi nó tự nhiên nó bỏ nhà nó đi, mình không biết lý do gì sao luôn. Gia đình nhà mình được mấy người con? Gia đình được 3 đứa, Bé là thứ mấy? bé là thứ ba, Bé là thứ ba. Là út à? là giữa. À, trước giờ bé có ngoan không? Bé ngoan, bé không có hư gì hết trơn, đi học về, đi học về. Bé Nó là học là ở gần Thủ Đức luôn hay sao ạ? học ở trường cao đẳng Thủ Đức. Là sáng đi, chiều Sáng về. đi chiều về, sáng đi trưa về. Gia đình mình như bản thân chị hoặc chồng của chị có la dày gì con mình không? Không có la rầy gì hết, có giải thích nói cho con nghe là những gì nên làm, những gì không nên làm thôi, chứ không có la rầy gì hết, không huấn đập gì hết trơn. Trước giờ con nhà mình có bỏ đi như vậy không? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Bản thân con nhà mình cái tình trạng học hành như thế nào? Vẫn học bình thường. Kết quả học hành tốt không ạ? Tốt. Tốt luôn đúng không ạ? Bản thân chị là mẹ, chị có thường xuyên quan tâm tới con không? Có, mình vẫn quan tâm, vẫn ấy, nhưng bạn bè thì mình cũng vẫn bình thường, mình nói con vẫn bình thường chứ không có cấm cản gì con hết. Tất cả các mối quan hệ của con gái nhà mình thì chị có nắm bắt được không? Chỉ biết là con đi chơi với có mấy đứa bạn, bạn học chung, mà bạn học hồi chung trường cấp 3 vậy thôi, chứ không có, mình không có ấy. Bạn bè có thường xuyên tới nhà mình chơi không Không ha? có tới nhà. Bé có thường xuyên đi chơi ngoài giờ học không? Có 1 2 lần là bé có đi chơi, nhưng mà mình cũng biết, mình la mình nói đừng có nên như vậy, hết đi chơi thì xin phép mẹ vậy thôi. À, tức là gia đình nhà mình rất là quản lý và kiểm cập Cũng sát có, sao về cái tình trạng của bé học tập cũng như là quen biết bạn bè bên ngoài đúng không ạ? Hai mẹ con có hay tâm sự chia sẻ không? thì cũng có tâm sự, cũng nói vậy, cũng nói bé những gì nên làm, những gì không nên làm vậy thôi, chứ Gọi là không. thường xuyên ha, tại vì bé đã học đến cao đẳng rồi, là cái nhận thức của bé là bé cũng đã thấu hiểu nhiều rồi. Có bao giờ bé than phiền điều gì, khó khăn gì không trong học tập không? Không. Không ha. Bé đi học về thì bé có sử dụng điện thoại nhiều không? Cũng có thường xuyên á. Thường xuyên ha. Như lúc đầu chị chia sẻ rằng là bé có quen người bạn trai đúng không ạ? Có quen hồi đó mình biết, chỉ biết là năm lớp 11 có bé có quen rồi, mình có nói là con hỏi con quen thì quen, mẹ không có cấm, nhưng mà con quen Dạ. rồi thì con cứ phải cố gắng học cho mẹ chứ mẹ không có cấm. Tại vì lớn, đứa tuổi lớn thì mẹ vẫn để cho quen chứ không có nói gì hết. Gọi là tôn trọng con ha. Và tới giờ còn quen không ạ? Mình vẫn biết là còn quen, tại vì bé đó nó cũng có nói chuyện qua lại điện thoại, Dạ. nên là mình cũng có nói là ừ, thì quen thì cứ hở tụi con học xong ngành nghề thì tụi con hãy hãy tiến tới hôn nhân, chứ mẹ không có cấm cản, không có cấm cản gì hết. Tức Còn vẫn là thương quá thì cứ kêu gia đình bên đàn trai qua mẹ sẽ gả. chị vẫn biết được rằng là mối quan hệ đó là mối quan hệ tình yêu trai gái. Vẫn biết là có bạn trai vậy thôi chứ còn Nếu gì. mà tính tới thời điểm hiện tại thì quen mối tình đấy cũng mấy năm rồi ha, từ lúc Dạ. học cấp 3 mà cho tới học cao đẳng năm 2. Bé bao giờ có nói chuyện với chị nhắc về vấn đề đấy không? Không, bé không có nói. Do chị nghiêm khắc quá hay sao mà bé không nói hay sao? Không có nghiêm khắc, tại vì mình nói là vẫn nói con là nhìn quen thì vẫn quen bình thường, chứ mình không có một cái như là hô cấm cản con là không được quen, không gì hết á. Dạ, và chị đang nghi ngờ nhất cái lần này con nhà mình bỏ đi là vì lý do gì? Giờ không biết là bé bị bạn bè dụ rủ đi chơi như thế nào bỏ nhà đi, mà không có liên lạc được, tất cả các điện thoại, số điện thoại của bé không liên lạc được luôn.
Cụ thể tới ngày hôm nay là được bao nhiêu ngày rồi ạ? Từ bữa thứ hai nay là 6 ngày. 6 ngày trời qua mình không liên lạc được cho Không bé. được, không có liên lạc được gì hết luôn. Và bé cũng không liên lạc cho gia đình. Không có liên lạc luôn. Tất cả mọi thứ đều gọi là chặn hết hay Chặn là hết không luôn, liên không lạc? có như là không có gọi được, không có liên lạc gì được với lại Thuê một. bao hay là chặn ạ? Thuê bao là nó khác, còn chặn con gái nhà mình chặn là nó hoàn toàn khác nha chị, phải định hình rõ hai Thì cái đó. điện không có được, mất liên lạc luôn, không điện được cũng đâu hết trơn. Là điện là thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, đúng ạ? Dạ. Nên là giờ nhờ các anh em hãy giúp đỡ giùm tìm, mọi người tìm giùm mình có bé, biết bé ở đâu chỉ giùm. Khi đi con gái nhà mình có đem theo phương tiện tài sản quần áo gì không? Bé chỉ mặc bộ đồ trên người thôi chứ Có đem theo xe không ạ? không có xe cộ gì hết. Điện thoại có đúng không? Có cầm điện thoại đi luôn, không Tức có là chỉ mặc một bộ quần áo trên người và đem mở theo cửa chiếc điện đi thôi thoại. chứ không biết gì hết trơn. Không để lại một bất cứ một thông tin gì, thư từ gì. Có cầm hay theo cái chứng minh của nó nữa chứ không có để lại cái thứ gì hết trơn. Trước cái ngày mà bé bỏ đi thì gia đình nhà mình có la dầy gì bé không? Trước ngày đấy Không có la, bé có buồn chuyện gì gì không? chỉ có nói là con gái học bài học hành đi rồi vậy thôi chứ không có la, không có Em muốn nói. biết cái sự việc mà trước cái ngày bé bỏ đi á. Không Không ha, bé không có biểu hiện gì ha. không Trước ngày đấy không thấy bé có biểu hiện bất ngờ gì ạ. không Tức là mọi thứ trong gia đình vẫn đang rất là bình thường. Bản thân chị cũng như chồng của chị, gia đình nhà mình là không có la dầy gì bé. không lại. Cái lúc bé bỏ đi đó là lúc đó là bé không có đi học đúng không ạ? Không có đi học, Bé đang ở nhà. bé đang ở nhà, Ngày đấy là được nghỉ hay là chưa đến giờ học ạ? chưa có đến ngày học. Ngày học là vào ngày bao nhiêu? Ừ, học thì thứ hai đến thứ ba đến thứ ba thứ tư thứ sáu, mà bữa bé đi là bé đi bữa thứ hai, 3, 4, 6 là vô ngày học. là những ngày đó là bé đi học, còn cái thứ hai đó là 2 không có đi học, bé ở nhà. 2 5 7 là được nghỉ. Sự việc này nó cũng có nhiều cái dấu hiệu nó hơi khó hiểu ha. Nên mình muốn biết con ở đâu thì cứ về nói chuyện, có gì nói chuyện rõ ràng với mẹ chứ đừng đi vậy. Mẹ không biết ở đâu mẹ tìm biết từ bữa đó tới giờ. Gia đình nhà mình đã báo công an rồi đúng không ạ? Em có đi báo trên phường rồi. Dạ. Và mình cũng đã tìm kiếm khắp nơi ở Thủ Đức Dạ đúng. và lục tung tất cả các mối quan hệ của con lên để mình đi tìm kiếm. Cũng biết mấy đứa bạn đó thì mình điện thoại nhưng mà điện không được mấy đứa bạn đó không ấy, nhưng mà mấy đứa bạn đó là nó đã từng đi chơi với mấy đứa đó, bạn cái bạn gái ở dưới Thủ Đức, một cái đứa bạn kia thì mình chỉ biết cái đứa bạn kia thôi chứ mình không biết ấy, nhưng mà đứa bạn dưới Thủ Đức thì nó cũng đi chơi xuống đó thì nó xin nó ở mẹ con đi xuống chơi với bạn thì có như vậy thôi, đi chơi mình đồng ý mình cho đi đàng hoàng. Gia đình nhà mình cũng tìm kiếm khắp nơi suốt thời gian qua vẫn không có một tin tức, Không có tin tức gì hết bịt trơn. vô âm tín, không có dấu hiệu gì về con gái của mình và không biết con gái của mình đi đâu, ở đâu, làm gì, có được an toàn không, có được khỏe không. Và cái điều lo ngại nhất rằng là con gái nhà mình sợ rằng ở bên ngoài sẽ gặp những cám dỗ, Dạ đúng rồi. những cạm bẫy. Chị có điều gì muốn chia sẻ thật lòng từ tận đáy lòng của một người mẹ dành cho người con? Em tin rằng con của mình đang xem video này đấy, chị nói đi. Con ở đâu thì nhớ về cho mẹ liên lạc, cho mẹ biết con có sống chết như thế nào đi cho mẹ biết, chứ con làm như vậy mẹ khổ tâm. Đâu phải mẹ nói gì cấm cản gì con hay mẹ không ấy gì mà con làm như vậy. Nếu bé ở đâu thì bé cứ về đi, có chuyện gì, khó khăn gì, khúc mắc gì, bé có quen ai thì cứ về cứ nói với cha với mẹ, cha mẹ sẽ đồng ý cho bé. Mẹ nói đàng hoàng hết chứ con mẹ không có nói đâu, chứ phải mẹ chị mẹ có cấm cản gì con đâu, mẹ nói hết tất cả các con với con như vậy mà sao con làm như vậy với mẹ vậy. Con có biết là gia đình đi tìm con không? Trên mọi người thấy bé đâu thì chỉ giùm em cho biết con em ở đâu em. Một lần nữa chị nói to và lớn lên, con gái nhà mình họ tên là gì? Bé tên Phan Phương Nga, sinh ngày 18 tháng 5 2003. Bé năm nay 20 tuổi.
Dạ thưa quý cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị có thấy bé Nga như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để giúp bé quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình, cũng như là tiếp tục con đường cấp sách tới trường, bởi vì bé hiện tại đang học cao đẳng năm thứ 2. Dạ đúng rồi. Thì rất mong tất cả quý cô chú anh chị hãy xem video này và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để giúp bé sớm quay trở về nhà đoàn tụ lại cùng với gia đình. Thì chú có vài lời muốn nói với bé Nga ha. Nếu con có xem được cái video này, có thấy mẹ của con đang khóc và thấy gia đình đang đi tìm kiếm con khắp nơi, thì chú mong rằng con hãy hiểu và sớm quay trở về nhà để đoàn tụ cùng với lại cha mẹ cũng như là anh em trong gia đình, và tiếp tục cấp sách tới trường để hoàn thành nốt công việc học tập cao đẳng. Thì chú mong sao thì tuổi của con 20 cũng đã trưởng thành rồi. Con hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu như con có quen ai, thương ai, yêu ai thì cũng cứ mạnh dạn lên. Về nhà trình bày và xin phép cha mẹ thì cha mẹ cũng sẽ đồng ý cho con thôi. Chú tin rằng là cha mẹ sẽ là người đồng ý và sẽ hiểu con. Rất mong sao thì con hãy sớm quay trở về nhà. Một ngày sớm nhất để cho cha mẹ khỏi lo. Em lên phường em báo công an hết. Em báo công an hết. Em nói sự việc như vậy. Dạ. Là toàn bộ câu chuyện chị vừa chia sẻ là hoàn toàn đúng với sự thật. Nếu... Em chia sẻ y chang như vậy, em nói vậy đó. Nếu có gì sai trái, em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật chị ha. Dạ. Và chị lên đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ. Dạ. Là đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Dạ. Không riêng gì chị mà tất cả cô chú tới đây đều miễn phí hết. Dạ. Chị có đồng ý cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội không? Dạ có. Cái video em này... đây là em nhờ mấy anh để mấy anh biết, mấy dạ. anh có thể chia sẻ giúp em chứ. Và em... cái video này sẽ không bao giờ gỡ, chị có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý. Dạ. Dạ rồi thì câu chuyện của chị thì em cũng không muốn đi sâu hơn ha, tại vì chị đang rất là xúc động. Nên mà em đi sâu vào thì sợ chị sẽ xúc động, ảnh hưởng tới tinh thần nhiều hơn. Thì em mong rằng 1-2 ngày tới bé sẽ quay trở về một cách an toàn. Dạ, em cầu mong như vậy. Dạ. Em nhờ các anh giúp đỡ em. Dạ rồi, chị còn điều nào muốn chia sẻ nữa không ha? Dạ rồi, cảm ơn câu chuyện của chị rất là nhiều nha. Dạ rồi, em cũng xin phép chào tất cả quý cô chú anh chị, bà con cô bác cộng đồng mạng luôn. Em xin chào và xin hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo.